trân trọng chào đón sự hiện diện của tất cả các quý vị khách quý đã có mặt trong sự kiện ra mắt bộ phim Nhà Mình Lạ Lắm ngày hôm nay ạ. Ladies and gentlemen, a very good evening to all of you and welcome to the premiere event of our TV series Odd Family. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta cùng nhau có mặt để cùng hòa chung vào không khí của một buổi casting call có 102 trong một gia đình có thể nói là hết sức kỳ lạ. Đó chính là những người thân xa lạ, họ sẽ cùng trải qua những tình huống dở khóc dở cười để có thể nỗ lực chung sống cùng với nhau. Ladies and gentlemen, tonight we invite you to join us in a very special casting call as we form a truly unique family where strangers navigate ups and downs in living together. Và xin được giới thiệu, tôi là MC Thu Thủy, người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. My name is Thu Thủy. It's my great pleasure to be the host tonight. Kính thưa quý vị, bộ phim của chúng ta Nhà Mình Lạ Lắm chính là một bộ phim truyền hình dài tập thứ tư do Ca Cộng đầu tư và sản xuất với thương hiệu Ca Cộng Original. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của một gia đình hoàn hảo nhưng mà cũng hết sức kỳ lạ với những thành viên đến từ những hoàn cảnh khác nhau và họ có mặt ở đó để chăm sóc cho một cô bé tên là Thanh Mỹ, người vừa mất đi toàn bộ trí nhớ trong một vụ tai nạn. 8 con người, 8 tính cách, 8 màu sắc khác nhau đã làm nên một bức tranh của một gia đình hết sức sống động, hài hước nhưng mà cũng tràn đầy những tình huống éo le. Ladies and gentlemen, Odd Family is the fourth TV series produced by K-Plus under the label of K-Plus Original. It tells the story of a one-of-a-kind family with members from different backgrounds who come together to take care of a little girl who lost her memory in an accident. With 8 diverse characters, the TV series depicts a picture of family which is very bustling and humorous. Thưa quý vị, và tới tham dự với sự kiện của chúng ta ngày hôm nay, cho phép chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Ladies and gentlemen, it's our great pleasure to introduce the presence of our distinguished guests and delegates. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam. Dr. Ngô Phương Lan, former head of the Cinema Department, chairman of the Vietnam Association of Film Promotion and Development. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trịnh Long Vũ, trưởng ban biên tập truyền hình CAP. Mr. Trịnh Long Vũ, Editor-in-Chief of VTV CAP. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đinh Trọng Tuấn, tổng biên tập tạp chí Thế giới Điện ảnh. Mr. Đinh Trọng Tuấn, Editor-in-Chief of Cinema World Magazine. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Ngọc Lan, People's Artist Ngọc Lan. Xin được giới thiệu Hoa hậu Quý bà Hòa bình Quốc tế Phan Kim Oanh, Mrs. Grand International Phan Kim Oanh. Về phía truyền hình Ca Cộng, xin được trân trọng giới thiệu on the side of K-Plus, we'd like to introduce ông Nguyễn Vũ Trọng Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách nội dung. Mr. Nguyễn Vũ Trọng Minh, Chairman of the Board and Deputy General Director in charge of content. Xin được trân trọng giới thiệu ông Thomas Jaye, Tổng Giám đốc. Mr. Thomas Jaye, General Director. Về phía đoàn làm phim, xin được trân trọng giới thiệu on the side of the cast and crew, đạo diễn, director Đinh Tấn Vũ. Xin được giới thiệu nhà sản xuất, đạo diễn hình ảnh Đoàn Anh Phương. DAP Film Production, Producer, Director of Photography, Đoàn Anh Phương. Xin được giới thiệu ông Tô Quang Định, CEO công ty Cinepost Hà Nội. Mr. Tô Quang Định, CEO Cinepost Hà Nội. Xin được giới thiệu nhạc sĩ Quất Duy Minh, musician Quất Duy Minh. Và cũng xin được chào đón sự hiện diện của các diễn viên của chúng ta. The talent cast includes nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân. Xin được chào đón nghệ sĩ nhân dân Trung Anh. Xin được chào đón diễn viên Nhan Phúc Minh. Chúng ta hãy cùng chào đón diễn viên nhí bé rồng Nhã Uyên. Xin được giới thiệu đến quý vị diễn viên Tấn Tú.
Và xin được giới thiệu diễn viên Lưu Huyền Trang. Xin được giới thiệu diễn viên Samuel An. Xin được chào đón diễn viên Hương Giang. Xin được chào đón diễn viên Lê Xuân Anh, hay còn được biết tới với tên gọi là Lê Cống ạ. Xin được giới thiệu đến quý vị diễn viên Tuấn Đạt. Xin được giới thiệu diễn viên Phương Nam. Xin giới thiệu đến quý vị diễn viên Quỳnh Anh. Xin được giới thiệu diễn viên Trọng Trinh. Xin được giới thiệu diễn viên Minh Tít. Và cùng với đó chính là những thành viên còn lại của ekip đoàn làm phim. Xin được chào đón quý vị. Và chúng tôi cũng xin được chào đón các quý vị khách quý, các quý vị đối tác cùng toàn thể các anh chị nhà báo phóng viên đã tới tham dự và đưa tin về sự kiện của chúng ta ngày hôm nay. And also we'd like to welcome our distinguished guests, valued partners as well as journalists who are here to report about our event. Một lần nữa chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị ạ. Thưa quý vị, và ngay lúc này đây cho phép chúng tôi xin được trân trọng chào đón lên sân khấu ông Thomas Jaye, Tổng Giám đốc của truyền hình K Cộng, sẽ có đôi lời chia sẻ với tất cả chúng ta. And now, ladies and gentlemen, please join me in welcoming on stage Mr. Thomas Jaye, General Director of Pay Plus, for a few words, please. Thank you very much. Good evening. Thank you so much for being here with us tonight. This is again a special moment for us and Care Plus, and I'm very glad that we have this event also in Hanoi tonight. Xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị khách quý đã có mặt ở đây trong buổi tối ngày hôm nay, và đây tiếp tục là một sự kiện rất là đặc biệt và chúng tôi hân hạnh để chào đón tất cả quý vị tại Hà Nội ạ. Just a few weeks ago, we shared this big announcement about acquisition and partnership with AFC, the Asian Football, and the VFF, Vietnamese Federation, for the coming years. And how also thanks to that, Care Plus will maintain and continue to develop its sport leadership in the coming years. Và tôi cũng rất là vinh dự khi được chia sẻ thông tin là một vài tuần trước thôi thì chúng tôi đã ký kết hợp tác cùng với AFC và VFF. Bước tiến này một lần nữa sẽ khẳng định vị thế của chúng tôi khi là nhà sở hữu và sản xuất những nội dung thể thao hàng đầu. But tonight this is the other Care Plus. So for sport lovers, sorry about that, but this is just about series and series lovers. And I hope also about the new fan of the Care Plus original production. Nhưng mà ngày hôm nay thì có lẽ chúng ta sẽ không nói về thể thao nữa, và sự kiện ngày hôm nay chính là dành cho những series bộ phim truyền hình và sẽ hướng tới những khán giả là fan của những bộ phim truyền hình cũng như là lượng fan mới của K Cộng original. We share already about the strategy for Care Plus for content. And as you know, we have two pillars. We have the sport, but we have also what we call entertainment, meaning that mainly focusing on movies, series, and kids. And since very recently, we are strongly accelerated on that. So just to share an illustration from you, from March to July, we'll have released and offer to our subscribers 10 of the top trending series. Korean series, Chinese series, French series, and of course with this one Vietnamese series. Vâng, và cũng xin được chia sẻ với quý vị là trọng tâm về nội dung của chúng tôi đó chính là thể thao cũng là giải trí. Với lĩnh vực giải trí thì chúng tôi tập trung vào những series truyền hình, phim điện ảnh cũng như là những nội dung dành cho trẻ em. Và từ tháng 3 đến tháng 7 thì chúng tôi đã cung cấp rất là nhiều những bộ phim truyền hình chất lượng, cụ thể là 10 bộ phim truyền hình đến từ Pháp, đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc. Và đặc biệt với sự ra mắt của bộ phim này, như quý vị có thể thấy, một bộ phim truyền hình của Việt Nam. And the very good news for us is that it's probably moving faster than what we thought. We have some great success in terms of ratings, but also in terms of sales. It was, for instance, the case very recently with a Chinese series we have just released, who is booming in terms of social buzz network and also on Care Plus platform.
Và với những nội dung đó thì đã mang lại cho chúng tôi những bước tiến về mặt doanh thu cũng như là số lượng người đăng ký truyền hình K cộng. Và với sự ra mắt của series Trung Quốc vừa rồi thì chúng tôi đã có những cái phản hồi rất là tích cực từ phía người xem. All the project that we do at K+ start with a great story, a great IP. I think we have here one, as you explained, this is a story about some stranger that would like to live together and collaborate, and maybe at the end of this journey try to find or to build a true family all together and take care of very young children. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng ta có mặt trong buổi ra mắt của một bộ phim truyền hình xoay quanh câu chuyện của những người lạ và họ cùng đến với nhau để cố gắng xây dựng nên một gia đình để chăm sóc một cô bé. And of course we had the chance to watch the first episode, and you will see this is a very well done mix of genre, drama, some fun, some tension, and at the end I guess it will bring a lot of emotion to the audience, and I hope to you also tonight. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có cơ hội để thưởng thức tập phim đầu tiên của bộ phim này. Và quý vị cũng có thể thấy rằng là bộ phim sẽ có sự kết hợp của những yếu tố hài hước cũng như là hồi hộp, gay cấn. Và rất hy vọng là sự kết hợp này cũng sẽ mang tới cho quý vị những thước phim thật sự mãn nhãn. Of course we have this event tonight in Hanoi because we have produced this series in Hanoi, in North Provinces. You know that the previous series were produced in Ho Chi Minh and around Ho Chi Minh, Dalat, for instance, for Scarlet Hill. We think also this is a chance for all people in Vietnam, but out of Vietnam too, to know more about the beauties of our country, natural and urban landscape here in Hanoi and around Hanoi. Ngày hôm nay thì chúng tôi quyết định tổ chức sự kiện ra mắt ở tại Hà Nội, bởi lẽ là bộ phim này đã được thực hiện chủ yếu là ở Hà Nội, ở phía Bắc. Sau những cái bộ phim trước đó thì chúng tôi chủ yếu là tổ chức sản xuất ở khu vực phía Nam. Và thông qua bộ phim này thì chúng tôi rất mong muốn là mang tới cho quý vị khán giả những cơ hội để chúng ta có thể trải nghiệm, thưởng thức những cảnh sắc rất là tuyệt vời, cả về thiên nhiên lẫn thành thị ở tại các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là ở tại Hà Nội. We have set up some very high level in terms of production. And I'm pretty sure, and I can see that with Nyamin Lalam, we make sure also to reach that target in terms of quality and production. So this is very important. I think I would like to thank all of you, the cast and the director, director of photography, the producer. You have made really an amazing job. I'm sure it's the way for you to continue so for some more success, and we are so happy with that. Thank you very much for that. Vâng, và thưa quý vị, đối với K cộng thì chúng tôi đặt tiêu chuẩn rất là cao về chất lượng, và lần này với sự hợp tác với đội ngũ dàn diễn viên, đối với đạo diễn, nhà sản xuất, đạo diễn hình ảnh thì thực sự đã mang về những thước phim rất là chất lượng, và chúng tôi tin tưởng rằng là trong thời gian sắp tới thì các bạn cũng sẽ có thật là nhiều những tác phẩm thành công. So I wish all of us a great success for Nyamin Lalam, for Vietnamese audience. We will do everything we can also at K+ to make sure that we could export this content. So I hope that we can show also that about the Vietnamese quality in terms of production and series, and also about the Vietnamese culture. This is also so important for us. Thank you again for being here. Thank you all of you. Vâng, và với bộ phim Nhà Mình Lạ Lắm thì chúng tôi rất hy vọng rằng là sẽ một lần nữa khẳng định về chất lượng của những bộ phim truyền hình ở tại Việt Nam. Và chúng tôi cũng rất hy vọng là trong thời gian sắp tới thì cũng có thể xuất khẩu những cái nội dung này tới với những cái nền tảng khác. Thank you so much, Mr. Thomas J.F.